anh nghĩ với nhan sắc này em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ thấy ghê lắm, chứ nó thấy ghê lắm gì đó, chuột đồ này nọ. Ừ. Thử hỏi quên nào, nào mà chịu nổi. Chị Vân biết cái miệng của em rồi đó. Ví dụ em muốn hề nó hề, còn em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Ngày xưa mới quen hát bài gì Quỳnh? Bài cho mình. Em á, mẹ em nghe muốn xỉu luôn. Bài gì? Cho em hả? Dành bà... cho em. Là bữa đó là em đã set up sẵn, nhà em có cái giường sẵn. Là có xe bò đồ này nọ, là xe bò của cha em. Là chị biết ở đó mới quen mà chưa gì nha, chưa gì nha. Mua gấu bông, có hai con gấu bông mua vô. Rồi đèn cầy thắp lung linh ở trên xe bò. Mà lúc đó không có con bò nha, không có bò. Là bò lung linh. Mà giữa đồng không mong quạnh. Nhạc lên, nến mở lên, với là một cuộc ekip hỗ trợ em. Rồi có mời rồi. Không không, chỉ một mình em thôi. Chứ bây giờ ekip là muốn lâm la sao mà được đông người quá.